chào mừng bạn tới lớp học Yoga Nutri. Cùng ngồi thẳng lưng, hít vào, giơ hai tay lên cao, mắt nhìn lên, cánh tay thẳng. Thở ra, hạ tay, cúi đầu xuống. Hít vào, tay lên. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, tay lên. Thở ra, xuống. Hít vào, đan hai tay lại với nhau. Vươn thẳng hai tay, mắt nhìn lên, giữ nguyên trong 6 nhịp. 1 2 3 4 5 6 Thở ra, đan hai tay sau lưng. Mở vai và giữ thẳng lưng, chúng ta bắt đầu xoay cổ. 1 2 3 4 5 6 Xoay ngược lại. 6 5 4 3 2 1 Hít vào hai tay sang ngang. Thở ra, nghiêng lườn sang phải, mắt hướng lên trên. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng sang trái. Hít vào. Thở ra, hạ khuỷu tay xuống. Hít vào. Thở ra. Lần cuối cùng, hít vào. Thở ra, hạ tay xuống. Giữ nguyên trong 6 nhịp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào, thở ra đổi bên, giữ nguyên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào về giữa. Thở ra, quay người sang phải, mắt nhìn ra sau. Hít vào về trước. Thở ra, quay sang trái. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, quay sang phải, giữ nguyên. Chúng ta hãy đặt một tay dọc sống lưng, tay còn lại đặt lên gối của mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào, quay trở lại, tay sang ngang. Đổi bên, chúng ta hãy đặt một tay dọc sống lưng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hạ tay ra sau, mở ngực, mở vai. Hít vào, nâng hông lên, mắt nhìn ra sau. Thở ra, hạ hông xuống, hạ đầu xuống.
hít vào nâng hông lên. Thở ra, hạ xuống. Hít vào nâng hai tay lên. Thở ra từ từ cúi người xuống, vươn dài tay ra phía trước, giữ nguyên. 1 2 3 4 5 6 Hít vào hai tay lên. Đặt tay lên vai. Chúng ta cùng xoay vai. 1 2 3 4 5 6 Hít vào hai tay lên. Đặt tay lên vai. Chúng ta cùng xoay vai. 1 2 3 4 5 6 Xoay ngược lại. 6 5 4 3 2 1 Hạ hai tay xuống. Rồi, bây giờ chúng ta hãy ngồi thư giãn, duỗi thẳng chân. Từ đây, ta gập chân trái lại. Ngồi thẳng lưng, giơ hai tay lên, vươn cao đầu. Thở ra, hạ tay xuống. Cố gắng áp bụng xuống đùi càng sâu càng tốt. Nếu được, hãy chạm đầu xuống chân mình, hai tay ôm bàn chân. Hít vào hai tay lên, hạ tay trái xuống, nâng hông lên, tay phải lên, mắt nhìn ra sau. Từ từ hạ mông xuống, hít vào giơ hai tay lên. Thở ra hạ tay cúi xuống. 1 2 3 4 5 Hít vào hai tay lên. Giờ để chân trái lên chân phải. Dùng tay trái ấn đầu gối lên xuống. Hãy nhớ duỗi thẳng chân phải ra. Hít vào, nâng hai tay lên. Cúi gập người về phía trước. Gập đầu xuống, giữ nguyên trong 6 nhịp. 1 2 3 4 5 6 Hít vào, giơ hai tay lên. Thở ra, hạ hai tay xuống. Gập chân phải. Dùng hai tay ôm lấy bàn chân phải. Từ từ nâng chân phải cao lên khỏi mặt đất. Thẳng chân phải, thẳng lưng. Nếu bạn không làm được, không sao cả. Hãy hơi gập chân lại. Giờ giữ nguyên tư thế trong vòng 6 nhịp. 1 2 3 4 5 6 Nếu được, bạn hãy chạm đầu vào chân của mình. Cố lên nào, cố lên. Tôi biết bạn làm được. Được rồi. Bây giờ chúng ta hạ chân xuống, thư giãn bằng cách rung đùi như thế này. Giờ chúng ta đổi sang tập cho chân còn lại nào. Gập chân phải lại, chân trái duỗi thẳng. Hít vào, giơ hai tay lên.
thở ra, cúi gập người về phía trước, giữ cho chân duỗi thẳng, đầu gập xuống. Hít vào hai tay lên, hạ tay phải xuống, nâng hông lên. Hít vào hai tay lên, thở ra cúi đầu xuống. Hít vào hai tay lên, thở ra tay phải hạ xuống, nâng hông. Thở ra, cúi đầu xuống, giữ nguyên trong 6 nhịp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào tay lên, hít vào tay lên, hạ tay phải, nâng hông, giữ trong 6 nhịp. Stretch your spine. Chân chai thẳng, left leg straight. Hold. Keep breathing. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào hai tay lên, thở ra hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta hãy đặt chân phải lên đùi trái, dùng tay ấn nhẹ cho giãn cơ. Hít vào nâng tay lên, thở ra vươn người về phía trước. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hít vào hai tay lên, thở tay xuống. Gập chân trái, dùng hai tay ôm chân trái nâng cao lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Nếu được, hãy chạm đầu vào chân. Bạn đang làm rất tốt. One try, two, three, head down, four, five, six. Được rồi, tốt lắm. Giờ hạ chân xuống, duỗi thẳng và thư giãn cho đôi chân của mình. Từ đây, gập chân, chúng ta chống hai tay ra sau lưng. Hãy giữ chân trái thẳng, thẳng lưng, giơ hai tay lên, nâng mông lên, hít thở. Thở ra. Được rồi, giờ hạ mông xuống, thở ra, chạm đầu xuống chân, giữ nguyên. Thở ra, tay phải xuống, nâng mông lên. Bây giờ chúng ta mở vai ra và nâng mông lên, mắt nhìn ra sau. Thở ra, hai chân thẳng, cúi đầu xuống. Gập hai lần chân, cuối, tay hít vào, ra hai sau, tay lên cao. Gập hai chân, tay ra sau, hít vào, hai hít tay vào, lên, nâng mông lên. Thở ra, hạ thở đầu ra, xuống, hạ mông xuống, duỗi thẳng chân đầu, cúi. Lần cuối cùng, gập chân, một. Lần cuối cùng, gập chân, nâng mông, hai, nâng mông, ba,
4, 5, 6. Hít thở đều 1 đến 6. Hít vào hai tay lên, thở ra tay phải xuống, nâng mông lên. Giữ nguyên 1 đến 6. Hạ mông xuống, hít vào tay lên, thở ra hạ tay xuống. 2 3 4 5 6.